Luận về tam hồn: chân thần, thức thần, lương thần. Lương thần cũng gọi là nguyên linh. Trong loài người, ai cũng có thất tình, hỷ, ái, lạc, dục, ai, ố, nộ, là do nơi thất phách. Ấy là sơ luận về cơ quyền bí của tại đạo trời. Còn đạo đời vẫn có muôn ngàn phương pháp. Người đời cũng cần phải gìn giữ thể phách cho tinh khiết, hầu dồi trao nhãn huệ cho quang minh là trước nhất, rồi mới toan đến sự học hỏi trao luyện phương pháp của ta, tùy sự thích hợp mà chọn lựa. Nơi trần thế này, bất luận là phương pháp nào, dầu văn, dầu pháp, y khoa, luật khoa, triết học, đạo đức, bát vật cũng được, vân vân. Thậm chí cho đến các nghiệp nghề thường tình đều tin dùng cả thải. Nếu ai thích hợp môn nào thì tìm học môn ấy, nhưng cần nhất cũng phải dồi trao nhãn huệ quang minh trước hết, rồi mong mỏi đến sự luyện trao phương học của ta đắc pháp. Huống chi trong sự học hỏi dầu đạo dầu pháp, cần yếu hơn nữa là ta phải trạch chọn cho được minh sư mà chỉ dẫn, mới mong đến đạo pháp đắc thành, là lời cặn kẽ của Chí Tôn đã dạy. Kết cuộc lại, những đạo pháp của người đời đã học biết, luyện hay, đào tạo ra nơi thế này, giúp cho đời trong cơ tấn hóa đều gọi là món đỉnh chung. Về mặt thiên liêng, ta duy có giữ gìn cái chân hồn hiền ngu cao hạ mà đắc thành ngôi vị thôi. Vì đó nên có mấy dần thi dạy đạo của bác nương Hớn Liên Bạch, là một đấng trong cửu vị nữ Phật nơi Diêu Trì Cung, đã chỉ giáo trong một bài thuyên về luật tạo hóa rằng: chốn đài đọa chớ nên để hận, lực sanh sanh làm phấn dồi mình, kiếp phù sinh vẽ kiếp xuyên sanh, kiếp đọa lạc gây thành kiếp hiển, nào tên tuổi nghiệp nghề hiển hiện, đã thành hình ra miếng đỉnh chung. Ấy đều nhờ phép quý hóa công, tạo bằng cấp tài năng dục học, học đặng biết hướng mùi khó nhọc, học cho thông phép thưởng luật hành, học cho hiểu tài tình sát tục, học đặng sửa nên trong nên đục, nước non kia nhờ học mà vinh, học cho hay làm chủ lấy mình, học quá giỏi đặng binh kẻ dở. Ấy cũng là lẽ thâm u mầu nhiệm trong sự chúng ta kính thờ trân trọng thiên nhãn, tức là tôn chỉ của đại đạo tam kỳ phổ độ, mà cũng là bí pháp của sự tu tạo từ buổi khai thiên vậy. Xin cô bác anh chị cùng chư đạo hữu nam nữ lưỡng phái lưu ý. Làm tại Thảo Xá Hiền Cung, Tây Ninh, ngày 19 tháng 9 1936, Hiệp Thiên Đài, Bảo Văn Pháp Quân ký tên. Hai nhỏ: chân pháp của Đức Chí Tôn. Dạy phải đốt trong quả càn khôn một ngọn đèn dầu, thay cho ngọn huệ đăng chiếu rực tam thập lục thiên. Ở người là tâm thuộc quả, làm điểm dương của lý thái cực để vận hành tiểu thiên địa. Nguyên lý này
đã áp dụng trong mọi hình thức tổ chức của đạo Cao Đài. Qua đồ hình cho thấy hình ảnh tam giáo là dương lĩnh quay lên, tam trấn xem như là cơ âm, đỉnh quay xuống dưới, âm dương tương đắc, hay nói khác đi, đó là lý tam âm, tam dương luôn hòa quyện vào nhau. Từ thái cực, lưỡng nghi, gác chéo sanh tứ tượng, không tính số toàn là dương. Chừng biến thêm tứ âm thành ra bát quái là cơ biến hóa thành đại vũ. Thời quả càn khôn có đủ lý âm dương. Bên trong quả càn khôn làm 36 nẹp sườn nằm theo chiều dọc, thể hiện cho tam thập lục thiên. Là 4 nhân 9 bằng 36. Nếu cộng 3 cộng 6 bằng 9 là con số cửu của trời. Mặt ngoài có thất thập nhị địa, 8 nhân 9 bằng 72, cộng 7 cộng 2 bằng 9 là con số cửu của đất. Bề kính tâm 3 thước 3 tấc, 3 nhân với 3 lại là 9, là số cửu của người. Thành ra ba hào dương của cung càn là trời. 3 lần 9 là 27, cũng từ 9 mà ra, là con số định vị cho càn khôn. Từ đó sinh ra các con số khác. Áp dụng vào con số thuộc đền thánh. Chiều cao của lầu chuông, bạch ngọc chuông đài và lầu trống, lôi âm cổ đài đều có chiều cao là 36 mét. Chiều ngang của đền thánh là 27 mét. Ngoài ra con số này cũng là quy định cho các chức sắc của trùng đài. Đức Chí Tôn chọn nhất Phật, một ngôi Phật là ngôi giáo tông chỉ một. Tam tiên là ba phẩm trưởng pháp dương, ba phẩm đầu sư âm. Tam thập lục thánh là 36 vị thánh là hàng phối sư. Thất thập nhị hiền là 72 vị hiền là giáo sư. Tam thiên đồ đệ là 3000 vị đồ đệ là giáo hữu. Nếu lấy số 9 mà cộng với tam, 9 cộng 3 bằng 12 của tam thiên thế giới là con số 12. Vốn số thập nhị địa chi của Phật mẫu. Từ con số của Đức Chí Tôn, 3 là con số khởi thị, cộng 9 là con số định vị, tức thị con số thập nhị khai thiên 12. Vì lẽ đó mà cả chúng sanh phải vận hành theo quy luật tạo đoan giữa không gian và thời gian của một chu kỳ. Chẳng vật thể gì ở ngoài pháp can chi của trời đất biến dịch cả. Chi là hệ ngang, can là hệ dọc. Như pháp tứ tượng ở nơi tiểu vũ trụ của người. Trí là hệ thống âm, tâm là hệ thống dương. Người có đủ cả hai không thể thiếu. Nếu thiếu chiều dọc là con người quên hẳn nguồn gốc thiên lương. Thẳng họ được chiều ngang thì giỏi phần tấn hóa. Dầu có tài trí nhưng tánh ý không hiền lành. Vậy chính là cơ vận chuyển. Ba là ba ngôi. Lấy ba ngôi hiệp vào cơ vận chuyển, tức là cơ quy nhất, nắm cả các pháp trong tay. Mà người nắm pháp ấy là chủ thể càn khôn vũ trụ. Nên thầy có nói số 12 là số riêng của thầy. Nếu cộng lại là 1 cộng 2 bằng 3,
tức là ba ngôi đầu tiên. Nếu tính theo hàng là 1 và 2, tức là lý thái cực, đứng trước luật âm dương thì thấy rõ quyền năng trưởng quản trong đó. Vì thế thầy nói chi chi cũng có luật định, không vật chi ngoài quyền sở định của tạo hóa hết. Đại đạo là một triết lý nhân sanh ư dần, muốn thấu triệt phải tầm gốc ở nhân sanh, chỗ tình người. Bởi nhân sanh là một phần tối linh của Thượng Đế. Con người đứng phẩm tối linh, nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi. Không thể theo duy thiên hay duy địa mà bỏ nhân được. Vậy mọi sự sống nhất tịnh nhất động với hệ thống có quy luật nhịp nhàng do máy hành tàng gọi là các hữu thái cực. Mỗi mỗi đều có thái cực. Nay là buổi nhân sanh ư dần. Thầy sanh ra loài người nhằm ngày dần, gọi nhân sanh ư dần, tức là vào tí thời ngày mùng 1 tháng giêng năm Bính Dần. Thầy khởi khai nguồn đại đạo lấy hiệu là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, còn ngài thì tá danh là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi ngài giải rõ trong danh hiệu của ngài gồm đủ tam giáo: Nho, Đạo, Thích. Thế nên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai nhằm giờ Tý ngày mùng 1 tháng 1 năm Bính Dần là do nơi đó. Đạo Cao Đài lấy giờ 1 ngày 1 tháng 1 năm Bính Dần, dương lịch 13 tháng 2 năm 1926 làm kỷ nguyên đạo lịch của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Như thế năm Bính Dần là năm đạo lịch thứ nhất, đã hiệp đủ ba con số một nhất là thiên đắc nhất linh, địa đắc nhất linh, nhân đắc nhất thành. Hơn nữa năm Dần là năm thứ ba, một là Tý, hai là Sửu, ba là Dần, là một sự tròn đầy. Nếu số 1 là số trời thái dương thì số 3 là số của người khiếu dương. Thiên nhân tương hợp nên nói 1 mà 3 mà 3 cũng là 1. Số 3 tượng là càn tam liên. Tam dương khai thái là hình tam giác đều, tượng tam giáo. Ngày giờ này Đức Chí Tôn khởi lập đại đạo, tôn chỉ quy tam giáo, thì thầy đứng chủ trung quy nguyên hiệp nhất. Thế thì số 0 là giao điểm của ba cạnh, là ngôi Thượng Đế. Nhìn ra ba cạnh là tam giáo. Như vậy trước mắt thầy tam giáo vẫn đồng quyền đồng đẳng, không hơn không kém. Nay trong cửa đạo Đức Chí Tôn đã chọn và cho xuống trước ba vị Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang. Thầy hỏi rằng thầy muốn dùng các con mà khai đạo, các con có dám lãnh trọng nhậm ấy chăng? Ba ông bạch rằng trong các con từ bé chí trưởng chẳng thông đạo lý chi, duy nhờ Đức Chí Tôn dạy bảo bấy lâu thì sự biết chưa đặn trong muôn một, e cho chẳng xứng đáng mà lãnh trách nhậm lớn lao ấy. Đức ngài nói rằng chi chi có thầy gần bên các con, miễn là các con khứng chịu gắng để trọn tất lòng thì chẳng hề chi. Khấn vái xong rồi thì vào nhà phò loan, Đức Chí Tôn giảng dạy như vậy. Thầy cho các con hiểu rằng buổi tạo thiên lập địa
thầy sanh loài người ra nhằm ngày dần, nhân sanh ư dần. Vậy từ đây thầy dùng các con làm tay chân mà gầy dựng nền chánh giáo. Lại cũng kể ngày nay là ngày phát khởi nguồn đại đạo, lấy hiệu đại đạo tam kỳ phổ độ. Còn thầy thì tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng ấy đã thật sự đến dạy đạo tại phương Nam. Đức Hộ Pháp có nói rằng: thầy dùng lương sanh để cứu vớt quần sanh. Những ngày đầu Đấng A Á Ớ gọi ba vị này là tam vị đạo hữu, một từ thân mật là các ông. Cao Quỳnh Cư sau đắc phong là thượng phẩm. Tuổi Mậu Tý 1888 số 1. Cao Hoài Sang sau đắc phong là thượng sanh. Tuổi Tân Sửu 1901 số 2. Phạm Công Tắc sau đắc phong là hộ pháp. Tuổi Canh Dần 1890 số 3. Đức Chí Tôn lập đạo trong buổi hạ quân này thể hiện cơ thiên địa tuần quần châu nhi phục thủy. Tôn chỉ là tam giáo quy nguyên ngũ chi phục nhất để đưa nhân loại đến đại đồng. Lấy theo nguyên lý của vũ trụ, thiên khai ư Tý, trời khai vào hội Tý, địa tịch ư Sửu, đất thành hình ở hội Sửu, nhân sanh ư Dần, nhân loại sanh vào hội Dần. Thế nên ba ngày có ba tuổi ứng hợp với nguyên lý của vũ trụ thì không phải là tự nhiên. Thầy cũng cho biết trước khai đạo muôn năm trước định giờ rồi. Nay là buổi nhân sanh ư Dần, đây là phần hành của Đức Di Lạc. Do vậy mà hình ảnh Ngài ngự ở mặt tiền đền thánh cởi cộp để làm biểu tượng là năm dần. Phần của Chí Linh ở trong Vạn Linh. Giữa Vạn Linh có Chí Linh, cũng như trong dương có âm và trong âm có dương. Đạo Cao Đài đã thể hình hai chữ thiên thượng và thiên hạ, cũng là triết lý trời người đồng trị, người trị xác, trời trị hồn. Nhân sinh nhìn vào bản thể là một tiểu vũ trụ, phải kết tụ cái pháp thân bằng thần của Vạn Linh, nhờ vật loại cộng sinh vào đó để làm hình ảnh thiên lương của Chí Linh, tức là trời. Muốn hiệp được cùng trời thì tâm tu không xa rời bổn thiện. Về phần nội tại thì đại đạo là cơ quy nhất của Đức Chí Tôn. Để đến nhất nguyện thì sự luận giải về triết lý vũ trụ phải gắn liền với triết lý nhân sinh ở mặt tâm linh. Về thể pháp, nơi Bát Quái Đài Tòa Thánh Tây Ninh, hình ảnh trên đây là cái bàn hình bát giác, là nơi đặt cái trụ cốt của quả càn khôn. Cái diềm bàn chung quanh được chạm tám chữ quốc ngữ tam giáo quy nguyên ngũ chi phục nhất, ứng với tám quẻ là càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Khi nhân sanh lễ bái thì lại vào chữ nhất nguyên. Lưu ý các quẻ đều hướng vào tâm. Càn là kiền khởi ở Tây Nam. Kiền là quẻ thuần dương, tức là ba hào đều là thể dương cả. Dương tượng sự mạnh mẽ, thông sáng là thực, nên ba hào thể dương liền nhau ắt có sự mạnh mẽ vô cùng. Vì lẽ ấy
mới lấy quẻ kiền tượng là trời hay là tượng cái thật là mạnh mẽ của thiên hạ, là khí sanh quan quy động trong trời đất. Kiền là kiện, tức là tráng kiện, mạnh mẽ là tính của thể dương. Đó là biểu tượng đức hạnh và quyền năng của Thượng Đế siêu việt. Một vạch liền của hào dương là ám chỉ sự toàn, là đầy đủ. Còn gạch đức của hào âm cũng vẫn là hào dương, nhưng bị phân chia nên chưa toàn, chưa đầy đủ vậy thôi. Cũng như trong đời chỉ có thiện, còn ác chẳng qua là chưa toàn thiện, chứ cũng chưa phải là nghịch hẳn với thiện. Nên mới nói toàn tức là chưa phân chia. Tất cả lý lẽ của vạn vật đều do quẻ kiền mà ra. Khôn cũng do quẻ kiền mà bị chia hai, chứ không phải ngoài quẻ kiền có quẻ khôn. Các quẻ còn lại đoài ly chấn tốn khảm cấn cũng do từ kiền mà biến sanh ra khác nhau, chứ không phải ngoài quẻ kiền mà có được sáu quẻ ấy. Cả thải đều do sự tấn hóa của kiền. Do vậy mà thánh kinh của Thiên Chúa Giáo với huyền thoại Adam Nguyên Thủy nói lúc Chúa Trời tạo lập vườn Eden bên hướng Anh Đông có đủ thứ hoa quả và thời tiết ấm áp của một mùa xuân vĩnh cửu. Đấy là tượng trưng thời hoàng kim. Adam Nguyên Thủy là người sống trong tâm thái cực. Đó là hình thức mượn vật tổ để giải lý dịch cấu tạo nên càng khôn vũ trụ loài người. Tất cả đều khởi từ kiền nguyên hay nhất nguyên, triết lý nhân sanh trong buổi nhân sanh ư dần. Nên dạy thờ thiên nhãn, tức là thờ thần thiên lương của nhân loại. Thầy đến lập đạo kỳ ba là muốn bảo tồn vạn linh. Quả càn khôn bề kính tâm ba thước ba tấc, ba nhân ba bằng chín. Lấy ba hào dương của cung càn là trời, nhân lên với chín là 27. Cũng từ chín là con số định vị cho càn khôn. Nó cũng có nghĩa là ba nhân ba hay ba bình phương, là cấp bậc tam ngôi biến hóa vận hành suốt thông trời đất. Đến số 9 là đến chỗ tột cùng vận động để hiệp về cơ quy nhất. Phép toán học thử đến 9 rồi trở về không là vậy. Cùng cực cái động tức trở về trạng thái tịnh nguyên thủy. Số 9 là cơ vận chuyển. 3 là ba ngôi. Lấy ba ngôi hiệp vào cơ vận chuyển tức là cơ quy nhất. Nay thầy cho thần hiệp cùng tinh khí là cơ mầu nhiệm cho chúng sanh đắc đạo. Ai biết noi theo chân truyền luật pháp đến ngày công viên quả mãn, đặng thọ truyền bủ pháp chân thần siêu thăng. Trong buổi hạ nguyên chuyển thế, Đức Chí Tôn khai đạo dạy thờ thiên nhãn là thờ chân thần của Chí Linh cho hiệp cùng vạn linh, tức là thờ ngôi thái cực, là thờ thầy vậy. Do lời thánh giáo của Đức Chí Tôn từ buổi khai đạo dạy thờ thiên nhãn là chỉ nghĩa nhất điểm linh quang của tạo hóa. Mọi nhà thờ thiên nhãn sùng bái hằng ngày đặng xét mình, kiểm điểm các điều tội lỗi. Thoảng như trong tâm dục khởi làm việc chi bất bình thì sợ có quyền năng của trời răng phạt. Nên thờ thiên nhãn là phương mầu nhiệm cho mọi người biết tùng thiên lý. Kỳ hạ quân này, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy đạo
không có chân linh giáng sanh nguyên hình như các vị giáo chủ trước nữa. Nếu sự thờ phượng riêng một vị giáo chủ như buổi trước thì không đủ thống nhất đặng tín ngưỡng của nhân sanh trong hoàn cầu thế giới. Cho nên thờ thiên nhãn là cơ quan hiệp cả chân thần của toàn linh và hiệp tam bửu tinh khí thần duy nhất. Ấy là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập thánh. Từ khi các tôn giáo bị bế, âm thạnh dương suy, nên thần chẳng hiệp cùng tinh khí được. Vậy nên người tu hữu công mà không đắc quả. Nay Đức Chí Tôn khai đại đạo, đem chân thần quần nguyên, bởi thiên nhãn thuộc về chân thần, thần cư tại nhãn, tâm thuộc quả, quả thuộc dương, dương là mặt nhật, vân vân.